R bằng rho nhân L chia S, cây gọc gọi là điện trợ xuất. Đây gọi là chiều dài của dây. Chiều dài của dây đơn vị là mét. Điện trợ xuất đơn vị là ôm nhân mét. Còn S đơn vị tên gọi là tiết diện, đơn vị là mét vuông. Nhớ công thức chưa? Nhớ này lão rồi, bữa bác khảo rồi. Rồi bắt đầu viết lại lần nữa. R bằng rho nhân L chia S. Vậy điện trở nhân trên tỷ lệ thuận. Trên tỷ lệ thuận. Dưới tỷ lệ thuận. Trên dưới tỷ lệ gì? Nghịch. Dưới trên tỷ lệ gì? Nghịch. Bắt đầu nhìn kỹ. R đang nằm trên, L đang nằm trên, tỷ lệ gì? Vậy R tăng, chiều dài tăng. Chiều dài tăng, R tăng. Chốt chỗ đó chưa? Tiếp tục. R tỷ lệ gì? Nghịch. Điện trở tăng, tiết diện giảm. Tiết diện giảm, điện trở tăng. Vậy chốt lại, điện trở phụ thuộc vào điện trở xuất phụ thuộc vào chiều dài, phụ thuộc vào tiết diện. Điện trở tăng thì chiều dài tăng, chiều dài tăng thì điện trở tăng. Tiết diện tăng, điện trở giảm. Điện trở giảm, tiết diện tăng. Điện trở tăng, tiết diện giảm. Nhớ chưa? Lại quên một công thức. Diện tích của hình tròn, diện tích của đường tròn bằng bi nhân R bình. Bi là 3/14, còn không thì bấm máy. Còn R là gì? Đừng có hiểu lầm R này với R này nha. R là điện trở của R này là gì? Bán kính. Cái này có không? Dạ có. Nuốt đi. Tại cô bạn chưa giải. Cái này không thuộc rồi.